Xin kính chào và cảm ơn quý vị đang theo dõi chương trình trên kênh toàn cảnh 24 giờ. Vừa rồi là nội dung chính sẽ có trong chương trình. Bây giờ là phần tin chi tiết vừa qua một cuộc họp mang tính công thức của các quan chức cấp cao lầu năm góc với các nghị sĩ thuộc tiểu ban các lực lượng chiến lược thuộc ủy ban quân vụ thượng viện đã thu hút sự chú ý sau khi các quan chức bộ quốc phòng tiết lộ về khả năng phòng thủ của khu vực bắc mỹ chủ tịch tiểu ban các lực lượng chiến lược thượng nghị sĩ angus king chất vấn thứ trưởng bộ quốc phòng về phòng thủ tên lửa và không gian john hill rằng sự thật là chúng ta không có biện pháp phòng thủ trước tên lửa siêu thanh có đúng vậy không ông hill có biện pháp phòng vệ nào đối với tên lửa siêu thanh không? Ông là chỉ huy của một tàu sân bay ở Greenland Gap. Nếu chúng ta có một tên lửa siêu thanh phóng từ Murmansk, thành phố ở Tây Bắc Nga và là thành phố lớn nhất thế giới nằm trên vòng Bắc Cực, di chuyển với tốc độ 9.600 km h ông sẽ làm gì? Thứ trưởng Hill trả lời, chúng ta có một số hệ thống để phòng thủ trong giai đoạn cuối, nhưng chúng ta cần nhiều hơn thế. Ông Hill nói thêm, Thượng nghị sĩ Kinh đã đúng khi nói rằng hệ thống phòng thủ siêu thanh của Mỹ chưa tương xứng với mối đe dọa và cần nhiều hơn. SM-6 của Hải quân có khả năng phòng thủ ở giai đoạn cuối, còn về Patriot, tướng Gennady sẽ nêu cụ thể. Đó là những ví dụ nhưng việc ta cần tập trung vào phòng thủ siêu thanh là điều không phải bàn cãi. Thượng nghị sĩ Kinh phản đối, vậy tại sao chúng ta lại nói về năm 2029, thậm chí xa hơn? Đây là vấn đề của năm tới, tôi không nhận được đề xuất ngân sách của ông. Ông Kinh đề cập đến việc các kế hoạch chi tiêu quốc phòng hiện tại của Mỹ chưa tập trung vào khả năng chống vũ khí siêu thanh. Thứ trưởng Hill nói, những gì chúng ta phải đối mặt với ngân sách năm nay, đó là một năm khó khăn, đặc biệt là với các giới hạn của đạo luật trách nhiệm tài chính. Có những khoản bắt buộc phải giải quyết như về nhân sự, tiền lương, chăm sóc sức khỏe, chi phí lạm phát. Khi buộc phải giải quyết những vấn đề như vậy, ông sẽ phải kiểm soát các lựa chọn của mình. Thượng nghị sĩ Kinh cho rằng đó là nhiệm vụ của ông Hill và nhiệm vụ của ông Hill là phòng thủ tên lửa. Ông Hill cho biết các quy định về ngân sách được đưa ra ở cấp độ cao hơn và do đó ông phải đánh đổi giữa mức độ sẵn sàng hoặc khoản đầu tư trong tương lai. Thượng nghị sĩ Kinh đặt câu hỏi, giả sử những gì đã diễn ra vào ngày 14 tháng 4, cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái của Iran vào Israel xảy ra ở Bắc Băng Dương 300 tên lửa, máy bay không người lái bay qua Bắc Băng Dương về phía Canada và Bắc Mỹ, liệu chúng ta có thể làm được như Israel đã làm? Liệu có thể bắn hạ 99% số tên lửa và UAV đang bay tới không? Tướng không quân Gregory Gulot, chỉ huy Bộ Tư lệnh Bắc Mỹ và Bộ Tư lệnh Phòng thủ Không gian Bắc Mỹ NORAD trả lời: "Không, chủ tịch." Thượng nghị sĩ tiếp tục chất vấn: "Đó là điều đáng lo ngại. Sự khác biệt ở đây là gì? Tại sao họ có thể làm điều đó còn nước Mỹ thì không?" Ông Gulot nói, thưa chủ tịch, một phần lý do là vì họ có lực lượng đã được triển khai. Ở thời điểm hiện tại, chúng ta có năng lực đó ở các quân chủng, nhưng chúng không được giao cho khu vực trách nhiệm của Bộ Tư lệnh Bắc Mỹ. Ngoài ra, chỉ với số lượng tài sản mà chúng tôi có trong khu vực hiện tại sẽ không đủ để đối phó với cuộc tấn công với quy mô như Iran đã tiến hành. Ông King đặt ra câu hỏi rằng liệu thực tế năng lực của Mỹ trong khu vực thực sự là chỉ đủ nhằm vào Triều Tiên? Nó không được thiết kế để đối đầu với Nga hay Trung Quốc, nhưng đó mới là nơi có mối đe dọa. Ông đề cập đến giá của hệ thống GBI, hệ thống đánh chặn tên lửa đạn đạo triển khai trên mặt đất của Mỹ. Ông Hiếu trả lời, GBI có giá vào khoảng 80 đến 85 triệu đô la Mỹ. Thượng nghị sĩ Kinh ngạc nhiên và thông tin rằng một quả tên lửa của Mỹ dùng để đánh chặn một tên lửa đối phương đang lao tới có giá 80 triệu đô la Mỹ. Ở Biển Đỏ, lực lượng hầu thi đang sử dụng máy bay không người lái trị giá 20.000 đô la Mỹ và nước Mỹ bắn hạ bằng tên lửa trị giá 4,3 triệu đô la Mỹ ông nói toán học không được áp dụng ở đây chúng ta đang nghĩ gì vậy thượng nghị sĩ kinh kết luận hiện tại chúng ta không có nhiều hệ thống phòng thủ tên lửa cho dù là phòng thủ vũ khí siêu thanh hay máy bay không người lái tôi muốn các ông quay trở lại và thực sự suy nghĩ lại nhiệm vụ của mình là gì nếu nhiệm vụ của các ông là phòng thủ tên lửa chúng tôi cần định hướng lại những gì các ông làm. Phát biểu trong chuyến thăm Washington ngày 9 tháng 5, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius cho biết, với sự hợp tác của Mỹ, chúng tôi sẽ cung cấp ba hệ thống HIMARS cho Ukraine. Người đứng đầu Bộ Quốc phòng Đức lưu ý, ba hệ thống tên lửa pháo binh cơ động cao HIMARS sẽ được lấy từ kho dự trữ của quân đội Mỹ và Đức sẽ thanh toán chi phí hợp đồng này. Ông Boris Pistorius cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của sự hợp tác giữa châu Âu với Mỹ và các đồng minh thuộc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương, NATO, trong việc hỗ trợ Ukraine. Kể từ khi xảy ra xung đột với Nga, Ukraine đã nhận được 40 hệ thống HIMARS từ Mỹ và các đồng minh phương Tây. HIMARS là hệ thống tên lửa pháo binh cơ động cao do Mỹ phát triển, cung cấp bệ phóng linh hoạt cho nhiều loại đạn dược khác nhau. Hệ thống này có thể phóng 6 tên lửa dòng MLRS hoặc một tên lửa chiến thuật ATACMS. HIMARS là pháo phản lực phóng loạt tự hành đặt trên khung gầm bánh lốp, có khả năng tấn công mục tiêu với độ chính xác cao. Xe bệ phóng HIMARS có thể đạt tốc độ tối đa 85 km/h và nhanh chóng rời khỏi vị trí khai hỏa để tránh bị phản pháo. Sputnik vừa qua đưa tin, quân đội Nga đã phá hủy hệ thống tên lửa pháo binh cơ động cao HIMARS của Ukraina bằng đòn tấn công từ máy bay không người lái Lancet. Cụ thể Nga tiếp tục ứng dụng những tiến bộ mới nhất trong công nghệ quân sự để tấn công và áp đảo các lực lượng Ukraine. Mới đây, các lực lượng nước này đã phá hủy hệ thống tên lửa pháo binh cơ động cao HIMARS bằng UAV Lancet. Máy bay không người lái trinh sát của Nga thuộc nhóm chiến đấu miền Tây đã theo dõi HIMARS từ khoảng cách xa. Sau khi xác định vị trí mục tiêu, nhóm vận hành UAV Lancet của Nga đã ngay lập tức hành động. Trong video do avia.pro công bố, UAV Lancet đã lao vào và phá hủy HIMARS từ khoảng cách xa, khiến mục tiêu nổ tung. Cuộc tấn công diễn ra vào ban đêm ở khu vực Krasny Liman, ở vùng lãnh thổ do Kiev tạm thời kiểm soát. UAV Lancet do tập đoàn Kalashnikov của Nga thiết kế và phát triển đang được các lực lượng Nga triển khai rộng rãi trong cuộc xung đột với Ukraine. Phát biểu trong cuộc gặp quân đội sau lễ nhậm chức mới đây, Tổng thống Vladimir Putin nói lực lượng Nga biết cách đối phó với máy bay không người lái của Ukraine tổng thống nga vladimir putin cho biết tất cả chúng ta đều biết máy bay chiến đấu gặp khó khăn như thế nào khi phải đối mặt với máy bay không người lái của ukraine nga đang nỗ lực giải quyết vấn đề này và tôi chắc chắn chúng ta sẽ thấy kết quả trước những thời khắc quan trọng người dân nga luôn thể hiện phẩm chất tốt nhất của mình đó là lòng dũng cảm và chủ nghĩa anh hùng điều đó đã có trong máu của người dân nga hiện tại điều quan trọng nhất đối với nga là tìm cách giải quyết tốt nhất các vấn đề đặt ra trong xung đột và hạn chế tổn thất trong việc thực hiện các nhiệm vụ trên chiến trường Ông Vladimir Putin nói: "Tôi thực sự chờ đợi một cuộc trò chuyện thẳng thắn với quân đội Nga về những gì đang làm trên chiến trường để giúp các đơn vị chiến đấu thành công, hạn chế tối đa tổn thất. Do đó, chúng ta cần hoàn thành mọi nhiệm vụ đề ra. Tổng thống Nga cũng tin rằng trên chiến trường, Nga đang đi trước so với đối phương về công nghệ cao. Để thành công, chúng ta cần đi trước một bước về công nghệ cao. Đội ngũ kỹ sư và nhà khoa học Nga đã làm việc suốt ngày đêm để lực lượng vũ trang Nga có thể đi trước đối phương." Ông Putin cho biết thêm đây là một trong những điều kiện cơ bản để đạt được thắng lợi ông vladimir putin còn nói rằng chúng tôi có nhiều cơ hội để đảm bảo mọi nhiệm vụ đều được thực hiện đầy đủ nhưng điều này tùy thuộc vào thành công của các bạn trên chiến trường đây là điều kiện quan trọng ngày hôm nay tổng thống nga cũng tin chắc moscow sẽ giành chiến thắng trong kế hoạch quân sự trong đó lòng dũng cảm và chủ nghĩa anh hùng của binh sĩ nga là điều kiện cơ bản nga sẽ tiếp tục duy trì quan hệ đối tác cùng có lợi với tất cả các quốc gia bằng cách chia sẻ giá trị tự do và công lý cũng như đảm bảo an ninh và hòa bình. Tuy nhiên, trên một số mặt trận, Nga cũng đang phải đối đầu với nhiều thách thức đến từ Ukraine. Một trong số đó là việc quân đội Ukraine đang triển khai hàng chục nghìn máy bay không người lái, UAV, giá rẻ và cơ động để tấn công lực lượng Nga. Trước thực tế đó, binh sĩ Nga đang xin tăng cường thêm súng bắn đạn ghém hay còn gọi là súng hoa cải để đối phó. Trong một video lan truyền trên mạng Internet gần đây, một binh sĩ Nga kêu to họ cần súng hoa cải người này cũng mô tả khó khăn khi đối đầu với uav bằng các vũ khí bộ binh tiêu chuẩn binh sĩ này nói những uav này thực sự là vấn đề đối với chúng tôi chúng tôi đang vật lộn tìm cách hiệu quả để bắn hạ chúng những binh sĩ khác cũng lên mạng xã hội kêu gọi gửi súng hoa cải ra tiền tuyến để giúp đối phó với các cuộc tấn công uav gần như hàng ngày một quân nhân nga nói rằng uav thực sự là mối phiền toái thường trực chúng tôi đang hết phương tiện đối phó với chúng bộ trưởng số hóa của ukraine mikhailo fedorov gần đây nhấn mạnh đến việc nước ông tăng cường sử dụng ở cấp chiến lược các UAV để chống Nga. Ông Fedorov tiết lộ kế hoạch sản xuất thêm hàng ngàn UAV để xâm nhập sâu hơn vào lãnh thổ Nga. Trang bị thuốc nổ, những UAV này tạo mối đe dọa thường trực do khả năng tấn công mục tiêu ở xa tới 25 km. Mức độ nghiêm trọng của mối đe dọa UAV đã khiến một số binh sĩ Nga dùng tới biện pháp tương đối cổ xưa, đó là súng hoa cải, tức súng bắn đạn ghém. Súng hoa cải là một phương tiện cũ kỹ nhưng lại hiệu quả trước mối đe dọa UAV phát bắn tỏa rộng của súng này có thể hạ được một UAV bay thấp. Đặc biệt, loại UAV có kích cỡ như một chú chim nếu súng chĩa vào hướng bay chung của UAV. Popular Front, một hãng truyền thông độc lập chuyên về xung đột toàn cầu nhận xét. Nga đang lựa chọn súng bắn đạn ghém như một phương án sẵn có và chi phí thấp để đối phó với vấn đề UAV trong bối cảnh các hệ thống phòng không hiện đại hơn bị tụt lại phía sau.